Ngày 13 tháng 2, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có đủ số phiếu đại biểu để giành được đề cử từ Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tiếp theo, nhiều khả năng sẽ đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Edison Research, công ty thực hiện các cuộc thăm dò dư luận và thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ, ông Biden đạt được và vượt qua con số 1.968 phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử. Kết quả của các cuộc bỏ phiếu sơ bộ bắt đầu được các bang công bố từ tối ngày 12 tháng 3. Bang Georgia là bang công bố đầu tiên sau sự kiện siêu thứ ba hôm 5 tháng 3 vừa qua. Đối thủ tiềm năng hàng đầu của ông Biden là cựu Tổng thống Trump dự kiến sẽ giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa khi các bang dần công bố kết quả, bao gồm Georgia, nơi ông Trump phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì nỗ lực lật ngừa kết quả năm 2020 của bang, theo Edison Research, tính đến hết ngày 11 tháng 3, ông Trump cần thêm 139 phiếu đại biểu để đạt được con số 1.215 cần thiết để đảm bảo đề cử từ Đảng Cộng Hòa. Kết quả về cơ bản đã được xác định trước. Sau khi đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump trong cuộc đua là cựu đại sứ Nikki Haley kết thúc chiến dịch tranh cử của mình sau thành tích vượt trội của ông Trump vào siêu thứ ba khi ông giành chiến thắng ở 14 trong số 15 cuộc tranh cử ở bang. Trong khi đó, ông Biden chỉ vấp phải sự phản đối không đáng kể trong chiến dịch tranh cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, mặc dù các nhà hoạt động tự do thất vọng vì sự ủng hộ của ông đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza. Cả hai ông đều đã chuyển sự chú ý sang cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 với việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri tay đôi ở Georgia vào ngày 16 tháng 3 tới.